Thái Tổ Trần Thừa. Nhất bát công đức thủy, tùy duyên hóa thế gian. Quang quang trùng chiếu trúc, ảnh một Nhật Đăng Sơn. Nhật Đăng Sơn khuyết danh. Cuối thời Lý, Dương triều nghiêng ngả, thiên hạ đại loạn. Quách Bốc khởi binh đánh vào kinh thành Đạo Chính. Lý Cao Tông chạy lên Quy Hóa. Thái tử Lý Sảm chạy về Hải Ấp, nơi Trần Lý cai quản. Tại nơi này, thái tử đã nên duyên với Trần Thị Dung, con gái của Trần Lý. Trần Lý cùng Tô Trung Từ giấy binh trừ Quách Bốc, đón vua Lý Cao Tông về kinh. Trần Lý tử trận, nhưng họ Trần nhất chiến thành danh, khiến các thế lực khác phải kiêng dè. Lý Sảm lên ngôi thế cô lực yếu, nhiều nơi còn cát cứ không hàng phục, địa phương ly khai, chiến sự tiếp diễn trong nhiều năm, cuối cùng vẫn phải dựa vào gia tộc họ Trần. Năm 1216, Trần Thị Dung được lập làm hoàng hậu, anh trai bà là Trần Thừa được phong nội thị phán thủ. Trần Thừa cho đúc vũ khí, chấn chỉnh quân đội, cùng Trần Tử Khánh, Trần Thủ Độ can thiệp triều đình nhà Lý. Năm 1223, Trần Tử Khánh mất, Trần Thừa được thăng đến Thái úy Phụ Chính, cùng điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ thao túng toàn bộ triều chính. Lý Sảm truyền ngôi cho con gái là công chúa Chiêu Thánh. Họ Trần sắp xếp đưa con trai Trần Thừa là Trần Cảnh vào cung kết giao với Chiêu Thánh. Ngai vàng êm thấm đội chủ. Trần Thừa được tôn làm Thượng Hoàng. Vua Trần Cảnh lên ngôi khi còn quá nhỏ. Chính sự đều do Thượng Hoàng Trần Thừa quyết định. Sau khi bình định các lực lượng cát cứ địa phương, ông tiến hành tái thiết và mở mang nông nghiệp, chiêu mộ lưu dân trở về xóm làng cũ cày cấy làm ăn, cho đắp đê ngăn nước, khơi thông các sông ở Thanh Hoa và Diễn Châu, đắp thành Thăng Long cho kiên cố. Trong thời gian nhiếp chính, ông cũng định lại hình luật, thuế ruộng, thuế dân, tiền tệ, đặt phẩm trật mũ áo các quan, ổn định lương bổng, dùng người có học vào việc quản trị xã hội. Đại Việt từ thời Lý vốn có rất nhiều đình trạm để người đi đường nghỉ chân. Tương truyền trước đây ông nghỉ ở đó. Có một nhà sư nói ông ngày sau sẽ đại quý, đến khi lên Thượng Hoàng, ông xuống chiếu đắp tượng Phật ở tất cả các đình trạm trong nước để thờ. Triều đại đổi thay, nhưng đạo Phật vẫn vô cùng hưng thịnh. Ông có 3 người con trai, 1 người con gái. Trong thời gian chiến tranh, có thêm 1 đứa con trai, nhưng không thừa nhận, là Trần Bà Liệt. Đến năm 1232, khi làm Thái Thượng Hoàng, ông mới nhận lại người con này, phong làm Hoài Đức Vương. Ông mất năm 1234, miếu hiệu Huy Tông, sau đổi thành Thái Tổ. Dù không chính thức làm vua, nhưng có trên dưới 10 năm giúp con trai trị nước an dân. Sử quan đời sau chê trách thế hệ đầu nhà Trần ít học, xem thường luân lý, không tiết chế,
thiếu kỷ cương, nhưng cũng chính họ là người đã đặt nền móng cho một triều đại huy hoàng rực rỡ về mọi mặt. Văn hóa, giáo dục, hành chính, quân sự, ngoại giao của nhà Trần đều nhanh chóng đạt tới độ tinh hoa mà hậu thế trăm ngàn năm sau vẫn ca tụng, kính nể. Nhà Trần bước vào vũ đài chính trị không thể nói là đường hoàng đoan chính, hành xử đạo vua tôi ngang tàn liều lĩnh. Nhưng suy cho cùng, dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh, quyền lực chuyển giao, các thế lực nổi loạn dần bị dẹp yên, đất nước được phục hồi. Thời đại loạn lạc, người có tài nắm trọng quyền, đó không chỉ là tham vọng mà còn là trách nhiệm. Chính trị là một ván cờ, ngươi lui ta tiến. Đánh cờ cũng vậy, mà sự đời cũng thế. Tung hoành ám hợp chu thiên số, thắng phụ giao tranh lược địa công. Vạn sự như kỳ tu thuyết trước, cổ kim cục diện khổ nan đồng. Trích Quan Di Kỳ, Nguyễn Phi Khanh. Dịch: dọc ngang ngầm khớp với số trời, thắng bại hơn thua nhờ tranh đất. Muôn việc phải như cờ tính trước, xưa nay mỗi trận mỗi gian nan.